Chiều nay 27 tháng 10, Liên minh Đất rừng phối hợp với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Đây là những ý kiến đóng góp cuối cùng của bản dự thảo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào ngày 15 tháng 11 tới. Tại hội thảo, các chuyên gia khẳng định trao quyền cho cộng đồng là bước đi ban đầu quan trọng nhất, làm nền tảng để cộng đồng hưởng lợi từ rừng. Những đòi hỏi về trao quyền thêm quyền cho cộng đồng cũng nằm trong một số công ước quốc tế mà chính phủ các nước đã cam kết, bao gồm Việt Nam. Trao quyền cho cộng đồng vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo và quản lý rừng bền vững là ý kiến đóng góp được các chuyên gia đồng thuận cao nhất trong bản dự thảo sửa đổi luật bảo vệ và phát triển rừng. Một số khuyến nghị cụ thể đã được các chuyên gia đưa ra. Đối với diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng đang được Ủy ban Nhân dân xã quản lý nên giao lại toàn bộ cho cộng đồng quản lý và bảo vệ. Đối với diện tích đất lâm nghiệp, đất rừng đang quản lý bởi công ty lâm nghiệp nên chuyển đổi sang hình thức đồng quản lý và đồng hưởng lợi. Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới, trao quyền cho cộng đồng để quản lý rừng là ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ giữa bảo vệ rừng và phát triển kinh tế cộng đồng.